hai chọn em thì nói chung là mấy ngày đầu chịu khó nạp tí xíu anh em ơi, để kiếm chút xíu lực chiến, chứ mấy ngày đầu mà không nạp thì hơi bị thất thế. Nạp 100k thôi, không nhiều. Đang nạp anh em ơi, nói chung là đang nạp xong rồi đó. 500 kim nguyên bảo, nói chung là ngày 500 kim nguyên bảo thì sau này từng sau mình nạp 20k nhẹ nhẹ thôi anh em, đúng không? Cần chi nhiều. Đó, để coi nhận được cái pháo hoa này nó ra tào lao thí mẹ luôn. Ồ, nạp 100k cũng được nhiều pháo quá anh em ơi. À, mát của nó là 45. Mát có chồng luôn anh em ơi. Đấy, nói chung là đang làm clip mà có chồng luôn. Đấy, có pháo hoa luôn anh em. Nói chung là tình yêu và mùa xuân đang tới. Ây da, có chồng luôn nha anh em. Đó, giờ này đang nạp tiền mà có chồng luôn. Không lễ thì tôi chức, để sao đi, ai mời thì mời, mình chưa có bạn bè vậy anh em ơi, chưa có kết bạn với ai hết trơn á. Rồi, tiếp tục anh em, để coi có cái gì đây. Ở cái tay vô cực này nè, cái tay vô cực này tới một nói chung là 1000 kim nguyên bảo đoạn anh em ơi. Nói chung là sau này nó cũng vẫn còn mở cho anh em chứ không phải gì, nó cũng có nằm trong cái mốc nạp. Sau này anh em cũng có thể là như nạp trong cái mốc nạp nó vẫn có tặng nha. Cho nên là mình cũng không gấp phải mua mấy cái này anh em ơi. Đó, cho nên là cái tay này mình cũng không vội mua, sau này nó cũng có mốc nạp, nó cũng có ra thôi. Thì có anh em kêu mình nạp để mà mua cái tay này để review anh em. Thì nói chung là anh em mua cái tay này rồi sau này anh em cũng phải mua mấy cái viên này để gắn vô mấy cái ngón tay này anh em. Nó gắn vô gian vậy nè, nó mới tăng được lực chiến nha. Tạm thời mình chưa mua anh em, đầu game mình cứ chơi từ từ thôi. Thì mình cứ ép vào những cái giá không đồng trước đi nè. Đó, mình vô mấy cái không đồng trước đi, để nữa nó trả lại tính sau anh em ơi. Cái này thì tới 8 ngày nó mới hoàn trả xong. Thì ngày nó trả tiếng tí thì có nhiêu mình xài nhiêu chứ không gì hết. Để coi kích con này được nhiêu đây. 26k nói chung là có thì cũng được thôi nha, có cũng đỡ hơn. Để coi kỹ năng của nó là gì đây. Kỹ năng của nó thì không tăng được gì anh em ơi, không có nằm trong cái phần kỹ năng quan trọng, cho nên mình cũng không up kỹ năng vô cho con này nha. Ví dụ như những con nào nó có kỹ năng mà đặc biệt á, thì mình mới up thôi, còn nếu không mình cũng không up. Cũng chưa đi hoạt động gì hết á. Coi nạp ngày, nói chung là nạp được 302 ngày rồi nè, cứ để đi. Còn cái phần thưởng này thì cứ nhận đi tính. Quan trọng là mấy cái viên chăng này anh em ơi. Tại vì 99 viên chăng này á, thì anh em sẽ đổi ra được, có thể là đổi ra được cái con đồng hành, có cái con bét khá là ngon, con bét hồng á nè. Nói chung là nếu mà ngày 200k thì ngon ha. Cái đó khỏi không cần phải nói rồi. Trời, mình có cái gì thì mình dùng cái đó thôi, mình có nhiều mình chơi nhiều thôi, không chơi quá sức. Chơi nhiều tốn nhiều chứ không gì hết anh em ơi, ai cũng vậy. Mấy ngày đầu thì xông sáo nạp cho vui. Về sau thì đương nhiên nó sẽ nhẹ lại nha anh em. Nó
nói chung là nạp vô cái này thì nó cũng được mấy cái tầm bảo anh em ơi, cái tầm bảo 2k8, có cái viên đỏ này thì ngon nè, đỏ này được 5k mấy. Cái tỷ lệ bạo kích này khá là, mình rất là thích bạo kích anh em. Rồi bảy k, nói chung là nạp 100k thì nó cũng tăng được mớ. Thế gian này không có gì ngoài bác, bác là mạnh nhất, bác là lẽ sống của đời con. Có bác là con mạnh, có bác là con khỏe, mà thiếu bác thì con bị người ta đánh như con không đẻ. Để đây thì anh em, mình sẽ không bóp được chiến đâu anh em, cũng không có tăng được cái gì đâu, cũng ít thôi à, tại vì mình chỉ nạp vô review cho anh em xem cái ngày thứ hai thôi. Rồi để coi nạp nè, đó ngày thứ hai hả ta, đầu tư VIP. Đầu tư VIP này nó thưởng anh em ơi. Đấy, có thì cứ sao cái chỗ này nó cứ hiện lên hoài vậy ta. Chỗ này được một biển thì mình cũng sử dụng luôn nha nè, một biển thì mình cũng mua đại luôn một lượt, có đỡ không nha nè. Đấy, còn cái nào mình cần mình mua anh em ơi. 600 mấy vàng đúng không, 600 mấy vàng. Đó, nói chung là 4 lượt. Để coi ghép được chưa ta. Đấy, đây ghép được mấy rồi ta, này số lượng ghép là bao nhiêu ta. Mình cũng không biết là nó cho ghép là bao, tổng cộng là bao nhiêu lượt nữa anh em ơi. Nhưng mà có đây thì cứ để đây đi rồi tính. Còn được 100 vàng anh em ơi. Ở mấy cái này nè, mình thiệt mình cũng không biết nên đổi cái gì luôn á anh em. Tại vì á, nếu mình đổi cái phi phong này á là cần tới 40 mảnh đúng không, 40 mảnh mình mới có thể đổi ra được. Còn ở đây là 20 mảnh này, trong mặc dù cái này nó thấp nhưng mà 20 mảnh là mình khả năng mình có thể là kiếm được 20 mảnh nha anh em. Còn 30 mảnh 40 mảnh mình không biết càng về sau mình có thể là đổi ra được hay không mấy cái mảnh phi phong này. Bởi vì mình mấy phân quăng mình cũng không có đổi nè. Ở đây hai mảnh đúng không, càng lên cao thì nó càng nhiều, nhưng mà mình cũng không biết là làm sao mình có thể là duy trì là nạp liên tục nổi hay không, cái đó là quan trọng anh em, cho nên mình cũng chưa biết nữa. Để coi độ thân mặt, đúng là mới kết duyên mà đã có độ thân mặt rồi anh em, thì sôi nổi đúng không. Cái này là ăn boss nha anh em, sôi nổi này là ăn boss. Ăn boss nó ghê anh em ơi. Kệ. Cái game này trang bị một sao, hai một sao, không sao, trang bị nào cũng có tác dụng hết trơn nha anh em. Ví dụ như không sao thì anh em dùng để nâng cấp, còn trang bị một sao dùng để ghép nha anh em. Cho nên là cái game này là trang bị của nó là dùng để có tác dụng hết, đều có tác dụng hết. Cho nên là trang bị không thể bỏ được đâu. Hoặc nói cái trang bị của cái game này thì khỏi nói rồi. Không có cái cam nào luôn em. Mình sẽ không đổi mấy cái khác khoái nha anh em. Cái khác khoái cái điểm nó rất là ít. Điểm khác khoái nó ít lắm, gèn nó ít lắm. Còn điểm cùng khoái của mình để lên là nó cái chỉ số nó rất là cao. Ví dụ như phần trăm đây đúng không? Đúng của nó là nó rất là cao. Còn ví dụ như anh em nhìn thấy là 70% đúng không? Đó, 38% là cái này khác khoái cho nên nó rất là yếu. Cái này thì chắc chắn phải chịu khó ăn boss rồi anh em ơi. 77. Úp được mấy cái này thì khỏi nói rồi, nếu đồ càng nhiều anh em, có đồ nhiều thì khỏi nói rồi.
một sao thì mình để mình ghép, còn không sao thì mình để mình gẹn lên thôi chứ không gì. Em bật 7 lên trăm luôn kìa em. Đúng là cùng hệ, đúng 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 hệ, đúng đồ của nó, đúng hệ nữ của nó là nó ngon à, đúng hệ. Đấy, đây gàn chung, đây là bậc 5 rồi đúng không? Gàn sơ bậc 5 rồi nè. 59. Trời ơi. Để coi đủ không ta? 94. Thôi anh em ơi, mình cứ để lên 100% cho an toàn rồi em. Nhiều khi á nó 99% nó cũng thất bại nữa. Ngày hôm qua mình mới bị 99% thất bại kìa, cho nên là mình cũng không có chơi liều nha em. Nó thất bại cái mất công tìm lại nó cực chứ không gì hết á. Đó, được một lỗ. Cứ mang đồ 7 là ngon, mang đồ 7 là thêm được lỗ. Để coi khúc lại. Nạp đầu hả ta? Nạp đầu là nhận ngày thứ hai này, năm nay nó cũng có 3 ngày nữa em ơi. Còn cái đồ mà một sao anh em có thể vô trong cái phần âm dương đó anh em. Đó, sao nó không sử dụng trực tiếp được. Nó vô đây nè anh em, ví dụ như anh em có thừa đồ thì anh em vô đây anh em mặc lên cũng được. Đấy. Chà, cái dây này hơi đắt nha anh em. Cái này thì mình mua ở trong Kim Viên Bảo Phá nha anh em. Ở cái thấp thấp thì mình có thể mua trong Kim Viên Bảo Phá Shop Vinh Dự. 57.000. Để coi 19 hả ta? Không đủ mua anh em ơi. Mình không dùng điểm vinh dự để mua cái này đâu anh em ơi. Nhưng mà Kim Viên Bảo Phá thì mình có thể dùng mua được. Đấy, thà mình bỏ ra 200 Kim Viên Bảo Phá mình mua chứ mình không mua cái đó. Nhiều khi nói mình điên chứ mình thật sự hơi bị điên thiệt anh em. Bán quá trời luôn anh em ơi. Đánh quái con tí xíu thôi mà nó. Để coi cái này cho lên. Mấy cái dây này mình không có cho nên mình không cho lên 6 nha em. Ví dụ như ở cái trang bị 5 này nè. Đó, mấy cái trang bị này thì mình có thể cho nó lên nè. Ví dụ như để bậc 5 đúng không? Mình có hết thì mình có thể cho lên bậc 6 nè nè. Thấy cho lên bậc 6 đúng không? Mình chúc phúc đó. Coi này mấy đây. Đấy, mình chúc phúc cho nó lên để mình mặc được đồ bậc cao thôi chứ không gì anh em ơi. Anh em nào chơi chưa quen anh em để ý cái này anh em. Ví dụ như anh em là nâng cái này lên bậc 6 thì anh em có thể mặc đồ bậc 6, nâng lên bậc 7 thì mặc đồ bậc 7 thôi. Đồ thì mình chưa có nè. Nói chung là mình cũng chưa đi hoạt động, mình chưa đi săn boss bữa ngày hôm nay. Sáng giờ mình mới có lên hà, cho nên là cũng chưa có đồ. Không thì anh em có thể ghép nè, ghép cái đầu bậc 6 cũng được. Để coi một món năm, hai món năm, 1, 2, 3, nó được cái đầu năm anh em. Nói chung là được cái đầu năm hai sao cũng được. Ở đây dở cái là nó không cho ghép trang bị khác phái anh em ơi. Trang bị khác phái mình để lên sao không được ta. Phải đầu không ta? Thẩm mỹ phượng hả? Để coi đầu vũ khí. Rồi vô. Ồ, có ghép đỏ 3 sao nè anh em. Hên luôn, được luôn, vừa đủ luôn.
lên lên 3 sao thì anh em bỏ vô đây nó cũng mạnh nghe, chứ không phải không mạnh đâu nha anh em, im lắm đó. Rồi đấy 3 sao nè, mặc luôn cũng được ba mấy k, có đỡ hơn không đúng không? Bí bảo này à, nhưng mình chưa có cái này cho nên mình ăn luôn. Không cần nhiều anh em ơi, ngày nạp 100k là im rồi, ngày nạp 100k là đủ rồi. Còn cái này thì mình sẽ ưu tiên anh em, mình sẽ ưu tiên kiếm cái nào công anh em. Đầu game thì mình chủ yếu mình kiếm công thôi chứ mình không có ưu tiên mấy cái tờ phòng thủ HP gì chứ. Dạng mình không đi gây sự kiếm chuyện với ai thì chủ yếu vô đánh boss đánh quái cho nó nhanh thôi, chứ mình cũng không có kiếm người mình đánh, cho nên là cứ ưu tiên mình lên công hết đi anh em ơi. Treo máy từ hôm tới giờ luôn á, mình cũng không biết là nó lên được có tí xíu công, mà mình cũng chưa biết là treo máy ốp nó lên đi chiến nhanh, lên lên cấp nhanh, hay là treo on nó lên nhanh hơn. Thì mình on từ hồi coi 240 44 gì đó, 244 thì tới sáng thôi nè, là tới 8 giờ là nó 248, nó được 4 cấp. Mình nghĩ chắc là treo on treo ốp ngon hơn, đầu game thì chắc treo ốp ngon hơn anh em. Tại vì treo ốp là nó có tổ đội, còn mình treo on thì nó không có đội. Mình treo không có bạn bè anh em, chưa có bạn bè cho nên không có đội thì nó vậy đó. Cái gương thần bí này à được miễn phí. Coi có gì nữa không anh em. Học nhang. Mấy cái đồ giám này thì giờ nó cũng chưa tăng được gì hết trơn anh em ơi, mình thấy đồ giám sẽ tăng yếu quá. Không biết lên level cao, mình cũng không nhớ nổi lên level cao nó có tặng cái gì nhiều hay không. Để coi sưu tầm được gì đây. Đó, sưu tầm được bao nhiêu đây rồi. Đầu game mà ăn boss cực lắm nha anh em, đầu game ăn boss hơi cực lắm. Tại vì cái game này nó có liên server tùm lum hết trơn, boss nào cũng có liên server anh em nhìn thấy nè. Có hai dạng anh em, nếu ăn muốn đồ nhiều thì qua liên server, còn nếu muốn đồ ít thì ăn ở bên server mình đó. Cho nên là cái game này nó hơi căng lắm này anh em, thấy không? Mỗi boss cá nhân mà nó cũng có truyền thiết, boss truyền thiết nữa nè, thấy không? Boss truyền thiết, nhưng mà ở đây phải có nạp nè. Thì hồi sáng mình đã nạp rồi, hồi nãy mình đã nạp rồi đó anh em. Bây giờ cái quan trọng là mình ăn của nó ra được cái gì thôi. Còn cái boss bộ này anh em, boss bộ một ngày vô 7 lần. Kệ cho nó vô trước đi anh em, cho tụi nó vô trước đi. Đầu game là chắc chắn là anh em phải chịu rồi, đầu game là vô. Tại vì ai cũng ăn, ai cũng còn đầy lượt hết trơn á. Rồi bắt đầu qua ngày hôm sau, có người ăn sớm, người ăn trễ anh em. Game mình server ngày qua nó mở cũng trễ nên là vô là cũng có người BK chứ không có. Tạm thời mình không có úp cái gì nhiều nè, tạm thời mình chỉ nạp vô đây, mình để đây cái đi. Nó có thư nè, thông báo nạp thành công á. Ôi sao lắc vậy? Nói chung là bồ rủ. Vậy là tính ra tăng được trăm mấy lượt chiến anh em, trăm trăm mấy ca lượt chiến. Đó là cái mình chưa đi hoạt động anh em, tại vì hoạt động phố bản còn nguyên nha. Nói chung là hoạt động còn nguyên thì buổi sáng hôm nay là chung là nạp lên được nhiêu đó, lên được nhiêu đó thì cũng ngon. Để coi mình đi thử cái này có 4 lần coi sao ta, để vào luôn coi. Đó mình đã mở ghép luôn rồi đó anh em. Đấy là mở ghép luôn rồi đó, để coi nó được bao nhiêu nha.
Thì đam mình tới đây thì cũng khá là ổn định rồi, nói chung là đam này cũng ổn định lắm rồi, ngày giết tầm khoảng là 200-300 con quái là im rồi. Ơi trời ơi sao lắc vậy kìa, cái này mà mở ghép mà đi vô mà lắc bị địt một cái trời ơi chắc cắn lử luôn anh em ơi đúng không? Đẩy lên 250 rồi nghe, 250 là ăn được boss mới rồi đó. Đúng là ghép nó lên lực chiến quá nhanh anh em ơi, ổ lên level quá nhanh, nhưng mà đi chỉ được có một lần. Nói chung là ghép chứ là anh em đi một lần cũng giống như nhau thôi nha anh em. Ví dụ như anh em đi một lần thì anh em lên được một level thì anh em đánh cái con quái bậc sau thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà ghép thì nó cũng vậy. Thay vì anh em đánh 4 lần anh em lên được cấp thôi, thì anh em đi 1 lần anh em cũng lên được cấp, ví dụ vậy đó, cũng khá là nhanh. Cái này á anh em, cái này ý là nó không có, nó không có cái chuyện mà đi tổ đội, cái này mà đi tổ đội một cái nữa ha, là anh mình nghĩ nó ít gì nữa phải giết 1000 mấy con quái đó, 1000 mấy con quái rồi đó. 51 đúng không, 51 tính ra nãy giờ lên được 3 cấp rồi đúng không anh em? Đấy, nói chung là 1 phút 30 giây lên được 3 cấp đương nhiên. Để coi à, chuyện công hả, đang đi ép sao chuyện được. Thư thì cũng thông báo thôi anh em ơi, thư thông báo là có tính năng mới thôi. Ồ 5 cấp rồi anh em ơi, 5 level rồi anh em ơi. Anh em biết không, ban chủ của mình lên level 280 mấy rồi đó anh em, ghê chưa. Chắc là server 8 này chắc là ban chủ mình là số 1 rồi, ban chủ lên cấp khá là nhanh rồi. Mình sẽ không mở bảng xếp hạng anh em, không mở bảng xếp hạng lên coi, nhưng mà level 200 mấy rồi đó, để mình mở lên cho anh em xem. Mở trong thành viên thôi nha, chứ không có mở xếp hạng nha. Đấy, ốp hay gì rồi. Đấy, 285 rồi nha anh em. À, 9 level rồi anh em ơi. Gan tí nữa con, tí nữa cơ con. Trời ơi. Ơi, cũng được rồi, 9 level bạn nhận được. Có nhân 3 nó vậy đó, 200% nó vậy đó anh em ơi, còn không có là chịu. Biết chừng nào mới lên nổi VIP 5 ta. Để mở tính năng mới để coi chuyện công được không. Đối phương ở trong map không được anh em ơi. Đấy để coi mở ra chưa, mở chuyển vị. Chà, trang bị mình chưa đủ luôn anh em ơi, trang bị chưa đủ luôn. Tổng điểm trang bị mới 4.3 hả ta. Như vậy là cái này chắc chắn phải lên trang bị bậc 6 rồi, chắc chắn phải lên trang bị bậc 6 3 sao mới có khả năng đủ nha. Bậc 6 3 sao, bậc 3 này chắc không đủ rồi. Đột phá gì đây. À cái này hoàn thành 200 coi con, 200 coi con, ừ 80 cũng được. Thời trang, kích hoạt luôn, im anh em ơi. Kệ có được nhiêu có nha anh em, không cần nhiều. Đó để coi còn cái nào năng nữa không anh em. Thôi tạm thời mình review tới đây nha anh em. Mình review ngày thứ hai của mình tới đây nha. Còn ngày thứ hai của anh em ấy, thì như thế nào thì anh em cứ comment bên dưới nha nè, để cho mình cùng nhau chia sẻ những cái vui buồn, những cái bạch ngọt mà anh em mình từng nếm trải nha nè. Mình thì ở server 8 nhưng mà thế nào cũng có ngày nó ghép server thì anh em mình sẽ gặp lại nhau nha. Cho nên là anh em đừng buồn, nếu mà có gì cần vui vẻ thì cứ lên liên server gặp mình nha nè. Anh em nào nằm trong cái cụm này thì cứ lên liên server nha, chơi vui vẻ thôi chứ không gì hết.
nếu mà gặp nhau thì đánh nhau lúc chúng ta có thể là kẻ thù ở trên boss, nhưng mà ở đây chúng ta là bạn bè, hoặc là lên boss thì chúng ta có thể nhường nhau nha. Nếu có gì, nếu anh em nào biết mình thì cứ nói lên một tiếng là mình tự động mình biết, mình chủ động mình gề đi thôi chứ không gì hết. Mình cũng có thể nhường boss, nhường đồ cho anh em hết tất cả, hoặc là đánh phụ anh em cũng được luôn nha anh em. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.